Chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trở về quê hương sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, những hội viên cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng tiếp tục phát huy phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, trở thành những tấm gương điển hình trong thi đua lao động sản xuất và trong đời sống xã hội. Bằng những hành động việc làm thiết thực, họ đã đóng góp nhiều công sức trí tuệ để chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Ít ai từng nghĩ vùng đất bãi bồi này ở bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng lại có thể cho thu nhập tiền tỷ đồng mỗi năm, nhất là chỉ từ sản xuất nông nghiệp. Nhưng cựu chiến binh Đỗ Quang Sự đã làm được. Trên diện tích đất nông nghiệp rộng hơn 3 hectare, gia đình cựu chiến binh Đỗ Quang Sự từng trồng rau màu, đào ao thả cá và chăn nuôi gia súc. Mỗi năm cũng cho thu nhập trên dưới 500 triệu đồng. Song kết quả này vẫn chưa phải là cái đích mà người cựu chiến binh già muốn dừng lại. Với vốn kiến thức sản xuất nông nghiệp tích lũy nhiều năm và tư duy nhạy bén, cựu chiến binh Đỗ Quang Sự mạnh dạn chuyển đổi 2/3 diện tích trồng rau màu sang trồng bí xanh leo giàn. Đây là giống bí không kén đất, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch chỉ chưa đầy 2 tháng, có thể bảo quản trong thời gian 30 ngày mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Vụ trồng bí vừa qua, gia đình ông Sự thu hơn 70 tấn quả. Với năng suất tốt, đầu ra và giá thành ổn định từ trồng bí xanh leo giàn, gia đình ông Đỗ Quang Sự thu về gần 1 tỷ đồng, đồng thời còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương. Là một người lính Cụ Hồ, chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng xác định là coi như này, mình không bao giờ lùi bước mà phải tiến lên. Thì thật ra chúng tôi đây về sức khỏe còn, cho nên là chúng tôi chỉ có lao động là chủ yếu. Thì công việc thì đã gọi là tạm tạm, gọi là mình đã coi như là biết được về bí. Hai nữa mà nói là coi như bây giờ giá cả ở dưới kia người ta làm đấy, thì coi như là lên xuống thì mình coi như cũng nắm được rồi. Thì nói để mà nói là gia đình chúng tôi bây giờ làm cái việc này chúng tôi yên tâm rồi, mà chúng tôi tin tưởng rồi, cho nên là chúng tôi đang muốn là coi như cái chuyện bao tiêu sản phẩm này là chúng tôi có trách nhiệm hết. Vì công ty người ta hứa chúng tôi là người ta bao tiêu được hết sản phẩm cho mình, cho nên chúng tôi mong là nếu như trong hội mà coi như là ai mà làm được thì lên làm với chúng tôi đây cái như này, thì chắc chắn mà nói là nguồn kinh tế nó coi như là gấp mấy lần, coi như cấy với này trồng ngô cơ, nó phải gấp 5 gấp 7 lần trồng ngô với này cấy. Đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với phong trào cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi. Năm 2017, cựu chiến binh Lò Văn Khánh ở bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích sản xuất lúa nương của gia đình sang trồng nhãn ghép theo hướng Việt Gáp. Cần cù chịu khó và tích cực học hỏi để bổ sung thêm lượng kiến thức còn thiếu để áp dụng vào thực tiễn, nên toàn bộ diện tích trồng nhãn của gia đình ông đều sinh trưởng phát triển ổn định. Chỉ sau 3 năm, những cây nhãn ghép của gia đình ông Khánh đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Từ trồng nhãn ghép, mỗi năm gia đình ông Khánh thu về hàng trăm triệu đồng. Kinh nghiệm kiến thức tích lũy được, ông đều tích cực chia sẻ cho nhiều hội viên trong chi hội cựu chiến binh của bản, học tập, làm theo. Hiện nay có tổng số cây là 800 cây và cho thu hoạch là 600 cây. Mỗi cây là thu hoạch là từ 15 đến 20 cân. Cho trung bình 120.000 một cây. Cương vị là một cựu chiến binh, bản thì ấy, bản thân phải tìm tòi học hỏi, phải cố gắng làm ăn kinh tế cho phát triển cho các cháu ăn học sau này. Khi mình có kinh nghiệm làm kinh tế ấy rồi thì mình cũng chia sẻ cho các đồng chí và các dân để cùng nhau chia sẻ và phát triển kinh tế, thu nhập ổn định. Có thể nói, môi trường quân đội đã tôi rèn cho những người cựu chiến binh như ông Ngô Quang Sự hay ông Lò Văn Khánh một bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn thử thách khi trở về với quê hương, làng bản của mình. Từ hai ví dụ điển hình trên, có thể cho thấy tinh thần nỗ lực vượt khó theo gương Bác để vươn lên làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương đã được hội viên cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng thể hiện sinh động và rõ nét. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện đã hình thành hơn 100 mô hình kinh tế trang trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Qua đó đã góp phần tạo việc làm với thu nhập ổn định cho chính những người cựu chiến binh, con em của họ và nhiều người dân tại địa phương. Hội viên cựu chiến binh thì luôn luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, làm theo gương Bác, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vươn lên thoát nghèo. Trong toàn xã thì cũng có hội viên là làm giàu chính đáng về mô hình phát triển kinh tế là trên 65% trong toàn xã, phát huy truyền thống với xứng danh chức danh vừa bộ đội Cụ Hồ. Hội viên thì luôn luôn tích cực để làm phong trào để phát triển đi lên.
Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, việc học và làm theo Bác còn được hội viên cựu chiến binh huyện Mường Ảng thể hiện bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực khác. Tiêu biểu có thể kể đến như cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong phong trào này, hội viên cựu chiến binh đã hiến hơn 190.000 m2 đất sản xuất, tham gia hơn 7.000 ngày công lao động và đóng góp trên 300 triệu đồng để làm mới sửa chữa gần 85 km đường giao thông nông thôn và các tuyến kênh mương nội đồng. Đồng thời còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống của cộng đồng dân cư. Xã Hàng Nứa chúng tôi được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2016. Với hội cựu chiến binh chúng tôi cũng góp phần hết sức quan trọng đi đầu các mọi hoạt động của xây dựng các tiêu chí, nhất là vấn đề hiến đất, góp công góp tiền để xây dựng các tiêu chí đó. Thứ hai là chúng tôi là làm công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Thứ hai đó là chúng tôi thì giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, là vấn đề là giúp nhau bằng ngày công xóa nhà rột nát cho anh em hội viên cựu chiến binh khó khăn. Lấy tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu của bản thân để nêu gương, mỗi hội viên cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng cũng là những hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền vận động gia đình, người thân và người dân không vi phạm tệ nạn xã hội, quyết tâm xây dựng nếp sống văn minh tại địa bàn dân cư nơi mình sinh sống. Về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì hội với hàng năm, với chuyên đề hàng năm thì hội cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên cựu chiến binh thực hiện qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì cán bộ hội viên tiên phong gương mẫu phát huy tốt cái vai trò của mình và chấp hành tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân cũng như là con em không vi phạm các cái tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hội viên cựu chiến binh huyện Mường Ảng có hơn 1.400 hội viên, sinh hoạt ở gần 100 chi hội cơ sở. Để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, bám sát vào tình hình thực tế, các cấp hội đã duy trì thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo hội viên. Kết quả đạt được cũng chính là tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức hội và hội viên hàng năm. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chỉ đạo cho các cơ sở hội đăng ký và xây dựng kế hoạch riêng cho từng cá nhân, các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch hội các xã thị trấn về kế hoạch học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của từng đồng chí một. Qua đó triển khai đến từng chi hội và đến toàn thể cán bộ hội viên qua cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là các cái chuyên đề hàng năm thì cán bộ hội viên cựu chiến binh đã có cái chuyển biến rõ nét về các cái lời nói, việc làm và những hành động, đặc biệt là những cái việc làm thiết thực nhất đối với cái nhiệm vụ chính trị của hội. Qua cái việc học tập này, hội viên cựu chiến binh các cấp, đặc biệt là các cấp hội đã chú trọng việc tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền. Phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, việc học và làm theo Bác trong các cấp hội cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đông đảo hội viên, qua đó khẳng định được vai trò trách nhiệm của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ để góp sức xây dựng quê hương Mường Ảng ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững hơn. Hội Cựu Chiến binh huyện Mường Ảng giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên nhiều mặt công tác. Các cấp hội đã luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào hoạt động cách mạng ở địa phương, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động từ thiện nhân đạo, phòng chống dịch COVID-19, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện. Với phương châm học tập và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm, các cấp hội cựu chiến binh đã duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, sát với thực tế. Hiện nay, mỗi hội viên cựu chiến binh ở huyện Mường Ảng đã coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm suốt đời. Bản thân họ vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình để làm thật tốt điều đó.
Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc chính là phong trào cụ thể thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ thực hiện nhằm đẩy mạnh việc học và làm theo Bác tại các cơ sở hội trên địa bàn. Được sự đồng hành của Hội Phụ nữ xã, chị Quang Thị Dung được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Sau nhiều nỗ lực, chị Dung đã trở thành tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi của chi hội phụ nữ bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Từ chăn nuôi lợn sinh sản và theo hướng thương phẩm, trung bình mỗi năm gia đình chị Dung thu về hơn 40 triệu đồng tiền lãi sau khi đã trừ chi phí. Trước nay thì không có cứ vốn mà phụ nữ ấy, tiết kiệm ấy, thì mình không có cái gì cả. Rất là khó khăn, được các chị em là tạo điều kiện cho vay vốn. Thế là mình mua con giống về, xong thấy gia đình mình bây giờ là phát triển đấy, như gà, vịt, lợn. Thế là gia đình là cũng ổn ạ. Có kinh nghiệm mình hướng dẫn các chị em là làm theo mình ạ, để hướng dẫn cho các chị em là có kinh tế ổn định giống như mình đây ạ. Tổ tiết kiệm theo gương Bác, chi hội phụ nữ bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ được hình thành vào năm 2020. Cho đến thời điểm này đã thu hút được hơn 40 hội viên phụ nữ của bản tham gia. Định kỳ hàng tháng, các thành viên đóng góp quỹ để có thêm kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong bản. Mặc dù chị em ở trên địa bàn thành phố, nhưng chị em cũng có cái hoàn cảnh khó khăn nhất định. Và sau khi hội cũng tiếp tục tuyên truyền vận động chị em tham gia tiết kiệm theo gương Bác, thì bây giờ chị em cũng đã tiết kiệm được với số tiền cũng cao hơn một chút để tham gia giúp chị em khó khăn phát triển kinh tế gia đình, đầu tư mua phân bón, mua thẻ bảo hiểm y tế gia đình và đầu tư cho con học tập. Mặc dù đồng tiền rất là ít nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc để giúp chị em khó khăn đúc hoạn nạn được vay tiền từ món tiền tiết kiệm. Khi vai trò đồng hành của tổ chức hội và tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên được phát huy, nhiều gia đình hội viên phụ nữ nghèo ở xã Thanh Minh được giúp đỡ về giống, về vốn, được chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi, đã có cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn. Trước kia là tôi cũng chi hội cũng tạo điều kiện giúp tôi vay với số tiền là 5 triệu đồng để phát triển kinh tế, mua lợn về nuôi. Và sau khi nuôi tầm 4 tháng là tôi cũng được bán và để trang trải kinh tế gia đình và cũng được lãi ạ. Sau đó là tôi lại trực quay lại trả số tiền đó để chị em khác chứ tiếp tục lại được vay ạ. Từ khi tham gia tiết kiệm bên gương Bác, tôi cũng học được cách tiết kiệm và chi tiêu gia đình để tiết kiệm hơn ạ và sử dụng tiền đúng mục đích hơn ạ. Đẩy mạnh học và làm theo Bác, các cấp hội phụ nữ ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ còn cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi khác. Có thể kể đến như phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 503 sạch hay phong trào ngày cuối tuần tình nguyện. Qua đó đã khơi dậy tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo theo gương Bác, nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ, góp phần củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì triển khai tới các chi hội nhiều cái mô hình thực hiện. Ví dụ là mô hình thực hiện tiết kiệm theo gương Bác, có những cái mô hình thiết thực thì rất đông chị em tham gia với nhiệt tình và nó có cái hiệu quả hơn. Như việc giúp nhau ngày công để phát triển kinh tế. Ví dụ một người làm thì cả tháng mới không xong được cái lương chẳng hạn. Nhưng mà trong cái thực hiện để cho kịp thời vụ thì chị em trao đổi ngày công với nhau, 10 chị giúp, sau đó 10 chị lại đổi lân chuyển sang nhà người khác. Nó cũng tạo ra một cái là sự hăng hái trong lao động để phát triển kinh tế. Với nhiều cách làm hay trong việc học và làm theo Bác, các cấp hội phụ nữ ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.